Với số lượng ca bệnh COVID-19 tăng cao, các địa phương và ngành y tế chủ động đánh giá nguy cơ từng ca bệnh để ứng xử phù hợp, hạn chế quá tải y tế cơ sở, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các địa phương, các đơn vị vào chiều tối qua, ngày 21 tháng 2. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đưa ra một số vướng mắc hiện nay, chủ yếu là nguồn nhân lực y tế ở cơ sở vẫn còn thiếu để đảm bảo cho việc điều trị F0 tại nhà. Nhiều trường hợp ở nhóm nguy cơ nhưng vận động nhiều lần vẫn không đồng ý tiêm chủng vaccine. Tình trạng rác thải y tế gồm khẩu trang, dụng cụ test nhanh, bỏ chung rác thải sinh hoạt ngày càng phổ biến. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, qua đánh giá tình hình dịch của các địa phương, Sở Y tế ra soát lại để báo cáo Ban chỉ đạo thành phố. Đối với việc điều trị F0 tại nhà, đề nghị các địa phương và ngành y tế lưu ý tách các nhóm nguy cơ để ứng xử phù hợp, tránh quá tải hệ thống y tế cơ sở. Hiện vẫn còn nhiều F0 không khai báo mà tự điều trị tại nhà khi phát hiện dương tính. Đây là vấn đề cần có giải pháp sớm. Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tư pháp chủ trì là Sở Y tế liên hệ với ba sở đó để đẩy mạnh cái việc truyền thông, làm thế nào để mà nâng cái việc mà nếu như chúng ta tự điều trị F0 tại nhà thì vi phạm và cái chất thải đó chúng ta không quản lý thì chúng ta chắc chắn là tôi nhìn là tôi biết là vi phạm luật và phòng chống bệnh truyền nhiễm rồi đó. Tại vì anh thải chất thải ra môi trường anh không có được quản lý, tại vì anh có khai đâu người ta biết để người ta thu gom cái chất thải đó. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế và các địa phương đẩy nhanh việc tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người dân, cũng như hơn 2.000 trường hợp chưa được tiêm vì nhiều lý do khác nhau. Tất cả các ca nặng, tất cả các ca tử vong, thì tỷ lệ gần như là chưa tiêm chiếm rất là cao. Cho nên là đề nghị Sở Tư pháp tham mưu nghiên cứu sớm để tham mưu cho lãnh đạo thành phố về các cái nội dung về mặt pháp lý liên quan đến cái việc mà không tiêm để đảm bảo công bằng cho toàn xã hội. Thì sắp đến, nếu như có chủ trương và có cái hướng dẫn của Trung ương thì chúng ta cũng sẽ tiêm cho các đối tượng nhỏ thấp hơn. Thì đề nghị là các địa phương cũng như là ngành y tế thì cũng chuẩn bị cái tinh thần cho một cái chiến dịch tiêm vaccine mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện và hướng dẫn cụ thể để thống nhất xuyên suốt việc ứng xử với các tình huống dịch xảy ra khi học sinh học trực tiếp tại trường, đồng thời cập nhật hàng ngày tình hình học sinh đi học và công tác phòng chống dịch trong trường học. Ngành y tế và các địa phương tiếp tục phối hợp rà soát, đảm bảo việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch.